Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một mẫu sạc dự phòng. Thì còn lại là hai mẫu, đó là Zendu 27.000 Super Tăng và cái này là Super Mini 10.000. Thì đợt trước mình đã giới thiệu mọi người là cục 26.800 là cái mẫu mới nhất Super Tăng Pro, và hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái mẫu trước đó. Thì hiện tại hai mẫu này giá cũng rất là êm ái. Con này bảo hành 2 năm chính hãng, một đổi một, lỗi do nhà sản xuất là 790.000. Còn bên đây giá hiện tại shop mình đang bán là 2.590.000, bảo hành 24 tháng. Thì hai hàng này đều là chính hãng hết nên mọi người cứ yên tâm nha, bảo hành và phân phối bởi Song Tấn. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui trước cái cục Super Mini và mình sẽ test cho mọi người xem thử như thế nào nha. Và chúng ta test gì thì cùng đón xem. Thì mọi người thông cảm nha, tại vì mình làm outdoor sẵn tiệc mình test luôn nên là hơi ồn tí xíu. Rồi thì đầu tiên là bên đây là thông tin về nhà xuất nhập khẩu nha, hàng chính hãng bắt buộc phải có cái này mọi người mua nha. Tại vì có thể là nhiều chỗ ngoài bán hàng sách tay thì nó sẽ bán với giá rẻ hơn khoảng từ 600 đến 500, nhưng mà các bạn khi mà các bạn mua thì các bạn có nhiều người bảo ồ bỏ số tiền lớn ra để làm gì, mua cái cục sạc đó mua rẻ hơn cũng được. Nhưng mà ở đây thì gì các bạn ơi, mất đền bù bảo hiểm, ví dụ như cháy nổ hay những vấn đề khác thì có bảo hiểm lo, và các bạn mua là mua hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng luôn nha, nên các bạn cứ rất yên tâm. Và cái cục này, cục sạc này nè, chúng ta có thể mang lên máy bay và cũng như là được dành rất là nhiều giải thưởng. Thì cái cục này nó sẽ có là USB-C và out và in, công suất tối đa là 20W max luôn nha. Và USB-A, công suất tối đa là 18W. Và cái con này dung lượng thực của nó là 6000 mAh, tức có nghĩa là sao, là mất 40%, là chỉ là không phải là ảo đâu mọi người, có nghĩa là 40% đó là nó sẽ dự trù cho là những cái sau này pin nó bị tụt xuống, nói chung là rất là nhiều cái vấn đề. Rồi ok, mình sẽ ra khui ra nha. Cái bản này là màu min rất là đẹp luôn, chắc bà quên đem dao, quên đem dao rồi, em đi vô rồi không sao, có được khui. Ok, em sẽ khui ra. Rồi và đây là cái cục sạc Zendu của chúng ta. Đó, rất là xịn sò luôn, bằng nhựa bóng nha. Đây là bằng nhựa bóng nè, mọi người có thể thấy nha, đây là cái cục sạc Zendu. Và trong cái hộp này nó sẽ kèm cho chúng ta một cái cục cáp PD sạc nhanh luôn nha mọi người, và những cái sticker giống như đợt trước thôi. Và trong này có cả cái phiếu bảo hành luôn, mọi người nhớ lưu ý giữ cái phiếu bảo hành này nha. Rồi sticker. Rồi thì đây là cái cục sạc Zendu của chúng ta. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một cái ghi là dung lượng là 10.000 mAh, 36W, và cái số seri nha mọi người. Thì theo hãng công bố á, thì con này có thể là cập nhật firmware. Đối với những cái mẫu cục sạc dự phòng thì trước giờ mình chưa từng thấy mẫu nào có thể cập nhật firmware được. Về cái ngoại hình thì là nhựa bóng và có những cái gân gân nổi như thế này để giúp mọi người tránh va chạm phía dưới đất. Thì chút nữa mình sẽ test luôn nè. Đó, Zendu. Rất, cái này là của Mỹ nha mọi người, khẳng định là công ty này 100% của Mỹ, từ thung lũng Silicon, không phải là công ty Trung Quốc. Thằng Anker là cũng Trung Quốc nha. Và cái USB cũng thông số có hết trên đây rồi. Ok, sạc bên đây là PD và sạc bên đây là USB. Các bạn hãy xem cái độ gọn của nó, của mình bằng cỡ một cái kẹp physics, và cái độ dày của nó nè, các bạn thấy ha, khoảng một lóng tay, chưa tới một lóng tay của mình nữa, rất là nhỏ gọn. Đây mình có thể bỏ vào túi quần ha, đây túi quần của mình để bỏ vào rất là gọn. Mọi người cũng có thể bỏ vào cái rất là tiện luôn cho người xài, thêm một cái cọng cáp ngắn nữa là mọi người sạc cho điện thoại là Vivo rồi. Ok, thì đây là cái sơ lược qua rồi cái cục sạc dự phòng của Zendu nha mọi người. Thank you.
Ok, thì hồi nãy giờ mình đã nói chung là test đợt đầu rớt từ trên đây xuống là chắc tầm khoảng 1 mét ha, xuống dưới nền này là nền đường nhựa. Thì cái cục sạc này tình trạng như thế này, bị cấn một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ này ha. Hoàn toàn không bị nứt hoặc bị bể, pin còn 3 cục nha, còn xài được nha. Rồi thì nói chung là cục sạc bị sức mẻ một tí xíu. Nói chung là cái vấn đề này mình test phải thử đi thử lại khoảng 3-4 lần đó mọi người, chứ một lần là không có ra được nhiều, một lần nó không ra được nhiều chỗ như thế này đâu ha. Thì rớt xuống nó rất là đau luôn đó mọi người, điện thoại rớt còn đau mà chỉ nói cục sạc dự phòng. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ thử bài test số 2, có nghĩa là mình sẽ rớt từ độ cao 1m7 của mình rớt xuống cái nền đất, và nền đất này sẽ có đá rồi có cỏ. Nói chung là mình tính test nhiều cái trường hợp khác nhau. Hồi nãy là rớt từ khoảng đây xuống là khoảng 1m, và bây giờ sẽ rớt từ đất xuống ha. Vậy làm luôn không? Ok, thì mình sẽ làm luôn nha. Ok, một, mình chờ cho ập xuống luôn nha. 2 3. Cú này cũng đá đá nó bị chạy hết luôn nè, thấy không, thấy không, nhắm như đây ha, qua lên không, vẫn lên luôn 3 cục nha mọi người, chừng nào thấy đứt bóng hiểu rồi đó. Rồi test tiếp, bây giờ ví dụ như vô tình đem mình cầm cái lỡ mình quơ tay ha, giờ sẽ quơ tay thử ha, ví dụ như đang cầm cái quơ rớt mẹ dưới đây luôn đó, thì vô tình rớt thôi đó. Cái này là nền này là nền dưới cát, có đá hỗn hợp nha mọi người. Đây thêm một dấu nữa, hành hạ em nó ghê quá, lên không, lên. Ok rồi, những bài test này đã xong, và bài test số 3 mình sẽ cho xe của mình chạy cán qua cái cục này, là bài test cuối cùng, test qua cái cục sạc mini này nha mọi người. Ok OK, mình mới vừa cán cái cục sạc qua này các bạn. Nó chỉ bậy vậy thôi nha. Nó làm những cái gờ này là để như vậy luôn nha mọi người. Và không biết còn lên hay không. Còn lên luôn nha anh em. Đây, còn lên luôn. OK, một lần. Rồi bây giờ mình sẽ test cái cục bự kia, không biết nó chạy qua được hay không, sợ nó trơn á. Nó nằm dưới đất luôn anh em ơi, trời ác quá nè, đúng dưới đất luôn rồi nè, đất vẽ ra luôn, hình in hình luôn rồi. Trời đất ơi, sạc mới rồi, còn lên nha mọi người. Này chút mà mình đem sẽ đem về và mình sẽ thử coi còn lên hay không. Ok thì đó, như vậy đó. Quá mạnh anh em ơi. Giờ 12 giờ trưa rồi, gắng quay test cho mọi người. Thì cái mẫu Zendo Mini 2 này mình xin confirm lại với mọi người là xài rất là bền, chai tấn nó các kiểu rồi, chỉ có điểm thiếu điều là thiếu nước thôi. Nhưng mà mình nghĩ là sạc dự phòng ai mang xuống nước, nhiều khi rớt xuống nước xuống biển thì nó lụp bỏ luôn đi chứ, đúng không? Test con này, xe mình cán qua 300kg, xăng 30 lít nữa là khoảng gần 300 mấy ký, rồi mình khoảng cho 100 ký đi, 400 ký đó, là lên cái cục sạc này một bánh đó, mình giữ lại luôn, mình tra qua tra lại mấy lần, rớt mấy lần, thực sự còn sống, châu.
Ok. Và còn một cái mình chưa có test nữa, các bạn biết gì không? Nhiệt độ. Mình nghe nói là hãng nói là con này sẽ sống trong nhiệt độ từ âm 18-15 độ gì đó cho đến 40. Thì không biết như thế nào. Mình sẽ test thử coi, có bổ tủ lạnh thử coi nó còn sống không hay nó chết luôn. Rồi. Ok. Thì cảm ơn đã xem, có gì ủng hộ mình shop cái cục sạc Sendu nha. Mình có đang bán trên Shopee, mọi người cứ đặt trên đó. Cảm ơn mọi người đã xem, like, subscribe giúp kênh giúp Vua Hai Hen. Mình sẽ làm nhiều cái video khác hay hơn, hoặc là những video nào anh em cần mình làm thì mình sẽ cố gắng làm nha. Hello, bye bye.